Hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em Thanh Phạm Hàng Nhật Bãi Mỹ Đức. Hôm nay em lên chia sẻ cho anh em một số cái dòng sản phẩm bên em mới về, cũng như là một số cái dòng sản phẩm bên em vẫn còn đang kinh doanh. Đó thì anh em nào mà ưng ý cái dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em qua hai cái số trên màn hình để em gửi hàng cho anh em nhé. Đầu video thì cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Ở đây thì em sẽ lia góc máy sơ qua cho anh em có thể nắm bắt được những cái dòng sản phẩm bên em này. Đấy, thì đầu tiên thì ở đằng góc này nó là những cái ổ điện đúc cao su nó chịu lực anh em nhé, và một số cái dòng mũi vít của Dawat Mỹ này, đó, dòng CB, rồi là đèn pin siêu sáng này, dòng băng keo điện Nhật này. Đấy, chỉ còn ít nữa thôi anh em ơi. Đó, và một số cái đồ dùng như là của Trung nhá, hàng của nội địa Trung. Đó thì sản phẩm ở đâu thì em sẽ chia sẻ cho anh em ở đó luôn. Đó thì shop em là có cả Nhật, Đức, Mỹ, Trung. Đó, rất là đa dạng dòng sản phẩm. Thì lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em, và đầu video thì em sẽ lia góc máy để giới thiệu đến cho anh em, cũng như là anh em có thể là nhìn những cái dòng sản phẩm bên em. Đó, ok. Để đi vào chi tiết thì anh em giúp cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh em nhé. Sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bộ ba kìm được bán trên thị trường Đức này. Nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan, nhưng mà sản phẩm này chỉ bán trên thị trường Đức thôi anh em ạ. Đó, và các bác có thể nhìn quan sát trên cái thân kìm này, nó được dập nổi luôn chữ Germany anh em nhé, chữ Germany, quality Germany. Thì ở đây em đang có bộ ba cái cây kìm này, bộ ba cây kìm này, và nó là có một cây kìm chuyên cắt này, cây kìm mỏ nhọn này, và cây kìm đầu băng như này. Đấy, những cái dòng như này thì cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó thì em sẽ chia sẻ cho anh em này. Đấy, rất là ngon nhá. Đây là cái dòng kìm bộ ba này, kìm bộ ba, và cây này cây kìm đầu băng. Đấy, giá thành của nó thì anh em mua cả combo 3 bộ như này thì giá của nó thì anh em tiết kiệm được 70.000 đồng. Đó thì em báo giá lẻ cho anh em từng cây một như này nhá. Đấy, cây đầu tiên là cây kìm đầu băng này, cây kìm đầu băng này thiết kế rất là hầm hố và chắc chắn này, chắc chắn nó rất là khỏe luôn. Phần đầu kìm này thì nó sẽ là có một cái lỗ như này anh em nhé. Đấy, phần cắt này, đấy, thì nó rất là khít luôn, khít luôn. Đó, made in Germany, được dập nổi ở bên hông như này luôn. Đấy, anh em có thể thấy này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Ở đây là thương hiệu Kabushi Japan nhá. Đấy, nó dành riêng cho thị trường Đức. Đó, và sản phẩm giá là 200.000 đồng trên một cây kìm đầu bằng như này. Đó, tiếp theo là cây kìm chuyên cắt nhá. Đấy, cây kìm chuyên cắt đa dụng này thì giá thành của nó là 200.000 đồng anh em nhá. Hàng Kabushi Japan có mã vạch check code QR luôn cho anh em này. Đấy, làm phủ một lớp nhựa như này, anh em làm điện rất là ngon lành luôn. Sản phẩm này thì giá của nó cũng là 200.000 đồng anh em nhé. Cây kìm cắt này. Đó, tiếp theo đó là một cây kìm mỏ nhọn này. Cây kìm mỏ nhọn này thì rất là nhiều bác ưa chuộng nhất này. Đấy, thì trong cái bộ ba như này thì anh em đều thích cái cây kìm mỏ nhọn này. Đó, và giá thành của nó là 170.000 đồng anh em nhé. 170k cây kìm cắt này. Ok anh em này, anh em mua cả 3 bộ và bộ 3 món như này thì anh em sẽ tiết kiệm được lên tới 70.000 đồng. Đó, giá của nó là 500.000 3 bộ như này. Đó thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em cái phí ship từ hóa đơn từ trên 400.000 đồng. 400.000 đồng là bên em sẽ hỗ trợ cho anh em cái phí ship nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, còn là anh em mua lẻ thì chắc chắn là sẽ đắt hơn rồi. Đắt hơn rồi. Đấy, còn anh em mua cả 3 bộ như này, bộ 3 cây như này thì giá là 500.000 đồng. Đó, ok anh em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một vài cái mã kéo cắt ống nhá. Kéo cắt ống thì ở đây em đang có 3 loại. Một loại là chuyên dụng cho anh em làm điện nước. Đấy, loại cắt ống từ ống 38 thì anh em cắt ống nhiệt nhé, cắt ống nhiệt, cắt ống BC đều được hết. Đó, thì con này là nó không có cái lẫy răng nhưng mà nó cắt cực kỳ là ngọt luôn. Và con này giá thành của nó là 150.000 đồng này. Cây kéo cắt ống 38 nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Kabushi Japan.
Đấy, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Và bây giờ em sẽ test thử cho anh em một đường cắt nhá. Đây, ở đây là có cái ống nhiệt này, ống nhiệt này, để em cắt cho anh em xem này. Đấy, nó rất là ngọt dẻo luôn, đường nét của nó này. Đây, đây này, đấy, đường nét của nó này rất là ngọt dẻo luôn. Thì ở đây nó chỉ có một cái lò xo đẩy ra thôi. Đấy, còn là lưỡi dao của nó cực kỳ là sắc luôn. Đó, anh em thấy không? Lưỡi dao của nó cực kỳ là sắc. Rồi, sản phẩm này thì giá của nó là 150.000 đồng anh em nhé. Đó, thì anh em lên mã giúp em là cây kìm cắt ống nhỏ 38, cây kìm cắt ống 38. Đấy, giá là 150 này. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến một cái mã kéo cắt ống nữa. Đó là con kéo cắt ống 42. Kéo cắt ống 42 này thì nó cũng đến từ thương hiệu Kabuchi Japan, được dập nổi trên thân như này. Đấy, đầu của nó này rất là hoàn hố luôn và chắc chắn. Đấy, cái này nó là bằng gang hết nhá. Đấy, bằng gang hết này. Đấy, nó làm một cái đường cong như một con mỏ quạ, như một con ấy luôn. Đấy, con này là con bà phú luôn này, anh em này. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đoanh thép luôn anh em nhá. Đây, em để em cắt thử cái ống này cho anh em xem này. Đấy, cắt rất là ngọt ngào luôn, cắt rất là ngọt ngào luôn. Thì cái con này anh em có thể cắt ống từ ống 42 đổ về nhá. Cắt ống 42 đổ về. Con này thì cũng giá là 150.000 thôi anh em ạ. 150.000 thôi. Đó, sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dòng kéo cắt ống cỡ lớn hơn này. Kéo cắt ống cỡ lớn hơn. Đó là dòng cắt ống 63mm. Tức là dành cho anh em cắt ống trên 60 nhá, à 63. Con này thì rất là đầm tay, nặng. Đó. Và cái lẫy của răng của nó này, anh em nhìn này. Đấy. Rất là to. Tổng kích thước của nó đâu đó là hơn 20 phân, gần khoảng 25 đến 27 phân. Đó, con này thì cắt ống 63 thì cực kỳ là ngọt ngào rồi. Đấy. Ở đây em đang có một cái ống nhiệt nhựa này thì em sẽ test thử cho anh em thôi. Đó. Và con này giá của nó là 250.000 đồng anh em nhé. Dành cho anh em cắt điện nước này, làm điện nước cắt con này cực kỳ ngon. Đó, hoặc anh em nào đang làm nhà thì có thể sử dụng cái con này. Rất là ok nhá anh em nhá. Rồi ok, đợt này em đang có một cái mã, đó là mã mic của Nhật, của Đức và của Mỹ nhá. Ở đây em đang có 3 mã mic. Đấy, 3 mã mic này anh em này. Đấy, đến từ Mỹ, từ Đức, từ Nhật. Đấy, ok anh em này. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái mã mic của Nhật nhá. Nó đến từ thương hiệu Tomahawk. Đấy, Tomahawk hàng Made in Japan. Thì cái dòng này ấy, nó rất là đầm tay này, rất là đầm tay, cầm rất là đầm tay luôn. Và nó về Việt Nam ấy thì đợt này là đợt trước là em có cái lô về thì nó là còn nguyên hộp cơ. Nhưng đợt này là nó sẽ không có hộp, nó sẽ không có hộp vì nó đánh thuế cao sao ấy. Đấy, nên là nó tuồn về Việt Nam sao này là nó không có hộp anh em ạ, không có hộp. Đó, đợt này nó không có hộp. Thì giá sản phẩm đợt này nó sẽ rẻ hơn đợt trước nhá. Giá rẻ hơn đợt trước. Đó là 320.000 đồng. Đó, thì cái lô mic Nhật này. Đấy. Bên trong này, đầu của nó này làm rất là chuẩn chu luôn anh em ơi. Chuẩn chu luôn nhá. Đấy, bên trong làm rất là chuẩn chu luôn. Và chất lượng âm thanh của con này thì nó cũng rất là tương đối, rất là hay luôn. Đấy, có thể chống hú luôn cho anh em được luôn này. Đó. Thì trên các nền tảng như này thì nó sẽ mở nhạc hát thì nó sẽ bị đánh bản quyền, nên là em sẽ không test cho anh em nhé. Em sẽ không test thử cho anh em, còn anh em yên tâm cái dòng sản phẩm như này. Đến từ thương hiệu Tomahawk, hàng Made in Japan này. Đấy, dây của nó đây. Dây của nó thì nó sẽ là một đầu kết nối vào mic và đầu kết nối vào bàn mixer cũng như là cái âm ly của các bác ở mình dùng ở nhà nhá. Đấy, mic này thì anh em mic dây thì là kết nối của nó cực kỳ là tốt rồi. Đấy, hàng Made in Japan này. Hàng Made in Japan. Đấy, Made in Japan. Đấy, Made in Japan nhá. Đó, và giá sản phẩm này là 320.000 anh em ạ. 320.000 dòng mic mic Nhật nhá. Đó, thì sản phẩm ở đây là hoàn toàn là không có hộp, không bao gồm hộp anh em ạ. Đó.
Tiếp theo là em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là cái mã mic của Đức. Đấy, nó đến từ thị trường Đức này. Thương hiệu của nó là thương hiệu Sennheiser này. Cái gì đây, đúng không? Sennheiser, hàng made in Germany anh em nhá. Ở đây là có phần công tắc tắt mở ở đây, on off ở đây nhá. Phần chuôi này thì nó là phần dây kết nối dây này. Dây của nó đây anh em nhá. Đấy, phần dây của nó này. Đấy, phần dây và phần đầu ổ cắm của nó các bác nhá. Dây dài 7 mét, rất là dài để cho các bác có thể là ngồi ở bàn mình hát hò hoặc là anh em làm sự kiện nhá. Đấy, con này cũng rất là đầm tay luôn. Đó. Đấy, hàng này hàng của Đức anh em nhá, hàng Đức. Đấy, made in Germany. Chất lượng âm thanh thì ở đây là nó gọi là 19/10 hết anh em ạ, 19/10 hết. Đấy, rất là đầm tay. Và giá con này ấy là 330.000 đồng anh em nhé, 330k. Nó sẽ đắt hơn là cái dòng mic Nhật này. Đấy, mic Nhật này thì nó rẻ hơn nha anh em ạ, nó rẻ hơn. Đây là dòng mic Đức này. Rồi, ok, tiếp theo là em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là một cái mã mic Nhật nhá, mic Mỹ nhá. Ở đây là cái dòng mic Mỹ này, dây của nó dài đây đó. Con dây này thì mic đây. Con mic Đức này thì dây chắc khoảng tầm 5 mét thôi. Đó. Còn dây mic Nhật này là 7 mét này, dây của nó rất là mềm mãi luôn. Dây của nó rất là mềm. Đấy, rất là mềm. Phần đầu kết nối của nó như vậy nhá. Phần đầu kết nối của nó như vậy này. Đấy, phần đầu kết nối này. Và ở đây này, nó là dòng mic Shure hàng made in USA. Đấy, phần công tắc tắt mở của nó ở đây nhá. Công tắc tắt mở của nó ở đây. Đấy, kết nối vào đây các bác nhá. Đây là phần đầu này. Đó. Và sản phẩm này giá của nó thì nó là 450.000 đồng, 450k. Đấy, sản phẩm này 450k. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Thanh nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em có giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng kìm cắt tôn 45 độ. Thì con này là dạng kìm cắt tôn của thương hiệu Kabushi Japan anh em nhé, Kabushi Japan. Và nó nghiêng 45 độ như này, cắt cực kỳ ngon. Anh em cắt tôn, cắt nhựa. Đấy, cắt nhựa cực kỳ là ngon. Đấy, anh em cũng để ý này, nó nghiêng 45 độ như này. Anh em cứ việc là cắt thôi. Đấy, nó nghiêng góc nghiêng này. Thì các bác không cần phải nâng một cái ấy ra, không nâng một cái lá tôn ra đâu. Cứ thế là đi thôi, tại vì nó nghiêng 45 độ như này. Đấy. Lưỡi của nó đây anh em nhá. Và cái đường lưỡi, đường lá tôn ấy, thì nó sẽ đi vào những cái khe như này. Đó, đi vào những cái khe như này. Đó, rất là tiện lợi luôn. Giá thành là 200.000 đồng anh em nhá. Trước đó là 220.000. Đấy, nhưng mà em điều chỉnh giá lại cho anh em là 200.000 đồng trên một cây kéo cắt tôn nhá anh em nhá. Đấy, ok anh em này. Dòng kéo cắt tôn 200k. Sản phẩm tiếp theo thì em có giới thiệu đến cho anh em đó là cái dòng kéo đa năng, gọi là kìm đa năng, sorry anh em. Đây là dạng kìm đa năng của thương hiệu FO Japan anh em nhé. Thương hiệu FO Japan này. Đó. Thì con này nó là đa năng thì có thể ép cốt được này. Tuốt dây điện từ 1.0 cho đến 6.0 anh em nhé. Anh em cầm tuốt dây điện rất là ngon lành luôn. Phần lưỡi của nó này, lưỡi cắt của nó này rất là khít luôn. Đó, đây này. Đó, đây là cái đường nó bọc nhựa để anh em mà có làm điện cực kỳ là tiện lợi luôn. Đó, sản phẩm này thì em báo giá nhanh cho anh em là 250.000 cây kìm đầu bằng. Đấy, cây kìm đầu bằng đa năng anh em nhé. Cây kìm đầu bằng đa năng, con này cực kỳ là ngon luôn, có mã QR cho anh em check. Đấy, hàng Japan này, hàng FO Japan anh em nhé, hàng FO Japan, giá là 200.000 đồng. Ok, tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em một số cái mã như là cái mã tô vít đa năng này. Con tô vít đa năng này thì nó rất là tiện lợi và nó đến từ thương hiệu của FO Japan anh em nhé, FO Japan. Đấy. Thì con này anh em ấn giúp em vào cái đầu này thì nó sẽ lắt léo 180 độ như này. Thì tùy thuộc vào anh em có thể đưa vào những cái góc tủ này, khuất này hoặc là thay thế một cái tay công để xoáy ốc thật là chặt vào. Đó, thì con này này nó có 3 nấc nhá các bác nhá. Có 3 nấc.
nấc đảo chiều này, nấc xoáy nhanh này, nấc một nấc giữa như là một cái tô vít thông thường, và một nấc bên cạnh này thì nó là dòng xoáy nhanh như này. Đấy, đảo lại. Và cái phần đầu như này, khớp như này nó rất là khít luôn, rất là khít luôn. Không có độ dơ các bác nhá. Đấy, và bên dưới bụng như này thì nó sẽ có 10 cái chi tiết đầu vít ở đây. 10 cái chi tiết đầu vít ở đây nhé các bác nhé. Đó, 245 ở bên. Từ đầu dẹt, đầu hoa thị cho đến đầu pake. Đấy, từ đầu BH0 cho đến đầu BH3 luôn. Đấy, đây này. Đó, thì anh em cứ cầm này, anh em xoáy giúp em này. Đó, đây là dạng xoáy nhanh nhá. Các bác không muốn thích xoáy nhanh thì ấn về nút nấc ở giữa thì thành một cái tô vít thông thường. Các bác muốn lách vào cái góc tủ thì các bác thể đưa cái này vào. Đó, rất là tiện lợi luôn. Một cái tô vít như này thì bên trong của nó gồm có 10 đầu thì rất là tiện lợi khi mà các bác gặp những con ốc mà nó khó khăn. Đó, có những cái thiết bị mà những con ốc Nhật các bác không có cái dụng cụ như này thì không thể xoáy được nhá. Và giá thành của sản phẩm này ấy, giá là 200.000 đồng, 200.000 đồng cây cây tô vít đa năng. Anh em lên mã giúp em là cây tô vít đa năng, giá là 200k. Đó, sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em, đó là cái đồng hồ kẹp dòng vạn năng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng vạn năng thì một hộp như này, nó còn nguyên seal này, nó đến từ thương hiệu Kabushi nhá anh em nhá. Đấy, nó đến từ thương hiệu Kabushi này. Đấy, là một cái thương hiệu đại diện cho Nhật anh em nhá. Đó, thì con này có chức năng là đo đa năng. Đấy, đo đa vạn năng. Đấy, đo thông mạch này, đo điện AC này. Đấy, đo điện AC này, đo điện DC một chiều này. Rồi đo ôm các kiểu ở đây anh em nhá. Và có cả cái phần loa khi mà chúng ta ấy đây. Đấy, chúng ta đo đây anh em này. Đấy, đo vôn, đo dòng các kiểu đây. Đấy, đây là phần đo thông mạch này, loa kêu này. Đấy, và bên dưới này là hiển thị cái đồng hồ điện tử anh em nhé. Đấy, tùy thuộc anh em có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt mở đây này, tắt mở đây. Đấy, đồng hồ điện tử anh em dùng thì không dùng nữa thì chúng ta có đưa về đây chúng ta tắt. Về cái phần dây trên này, nó là tác vụ của nó là dùng để kẹp dòng anh em nhé. Đấy, anh em đưa vào để kẹp dòng. Đó, và bên dưới này thao tác tất cả các chi tiết. Đấy, và nó sẽ gồm cho anh em một cái ví như này. Đấy, dùng xong chúng ta sẽ đựng vào trong này một cái ví như này nhá. Và sản phẩm này thì giá của nó là 300.000 đồng anh em nhé. 300.000 đồng cây kìm kẹp dòng này của thương hiệu Kabushi Japan anh em nhé. Kabushi Japan. Đấy, rất là ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em cái bộ tô vít đóng này. Đấy, báo giá luôn cho anh em là 310.000 đồng, nhưng mà đợt này em treo xuống giá là 300.000 đồng. Đó, nó gồm một hộp như này, rất là xinh xắn và chắc chắn đây. Hộp này thì nó là hộp nhôm thôi, à hộp tôn thôi, nhưng mà nó được gia công rất là tuyệt vời và phun sơn tĩnh điện luôn. Ở bên trên đây là cái phần vỏ của nó này, vỏ túi của nó đây. Đó, anh em thấy không? Phần vỏ túi của nó đây. Bên trên mặt như này thì nó là thương hiệu của thương hiệu Kabushi, Kabushi được dập nổi luôn nhá. Mở phần mở khóa này này các bác này. Đó, phần mở khóa này nhá. Thì ở trong này là nó có những cái đầu như là đầu đầu này là đầu BH1 này, đầu BH1 này. Đấy, BH2 này. Đấy, BH3 này. Rồi là đầu lấy ốc gãy này. Đó, anh em đóng ốc gãy nhá. Đóng ốc gãy. Và tiếp theo đó là bốn cái mũi vít ở đây nữa. Đấy, rất là nhiều các chi tiết ở đây này các bác này. Đấy, đầu S2, SL10 này. Đó, để các bác có thể đóng nhá. Đóng. Về cái chức năng đóng thì như này các bác này. Đó, phần đây là phần đảo chiều nhá, đảo chiều này. Đấy, đảo chiều nhá. Đấy. Các bác chỉ cần việc đưa cái đầu đóng này vào trong đây, kết nối vào đây nhá. Và chúng ta sẽ đóng. Đóng vào thì nó sẽ tạo áp lực, tạo gen rồi là nó tự xoay dần ra tại vì nó là đảo chiều anh em nhá. Nó dòng ngược chiều. Đó, dùng xong các bác có thể bỏ đây. Đấy, bỏ đây cất đi. Đó, treo là gồm 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 chi tiết anh em nhé. Cả bộ như này là 12 chi tiết này. Đó,
Thì cái hộp này bên em đang báo giá cho anh em là 300k anh em nhé, 300k. Anh em nào quan tâm thì liên hệ này. Tiếp tục là em đang có cái dòng ke góc vuông. Ke góc vuông này thì ở đây là em đang có cái dòng ke góc vuông của thương hiệu Kabushi, hàng này hàng mới này, hàng mới, sản phẩm mới này. Đó thì con này hít trọng lượng của nó lên tới 60 cân nhá. Đấy, dùng cho anh em hàn xì ke góc, hoặc là anh em có thể lấy cái này ra để mài dao cũng được, hít vào thanh dao có thể làm mài rất là ngon lành luôn. Và con này là sọc hít nam châm 60 cân thì giá của nó có 95 độ thôi, nó ke được 45 độ này và ke được 90 độ. Đấy, rất tuyệt vời, giá là 95.000 đồng. Anh em hàn xì rất là cần cái dòng sản phẩm như này nhá, 95k. Anh em nào quan tâm thì liên hệ này. Tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dòng kính hàn cho anh em thợ hàn nhá. Anh em thợ hàn nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan, đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Và nó bên trong này thì nó gồm cho anh em là một cái ví như này. Đấy, một cái ví như này. Bên trong là sẽ là sản phẩm kính hàn nhá, kính hàn. Đầu tiên thì nó sẽ tặng thêm cho anh em cả một cái phần dây này, dây co, dây chun này để chúng ta bó vào, đeo vào kính hàn nhá. Khi các bác không thích đeo phần kẹp tai này thì các bác có thể cho vào đầu bằng cái dây chun này. Đấy, dây chun này. Ở phần đằng này thì nó là có một cái phần tích điện năng lượng mặt trời và có nút phần cảm ứng nhá, phần cảm biến nhá. Khi mà các bác dùng tới nhiệt độ ánh sáng của máy hàn ấy thì nó sẽ lên một cái màu xanh như này, màu đen kịt. Đấy, màu đen kịt, và các bác không hàn nữa thì nó sẽ lên một cái màu xanh như này nhá. Đấy, để cho anh em nhìn cho dễ dàng. Đấy, sản phẩm này thì báo giá luôn cho anh em là 200.000 đồng, 200.000 đồng dòng kính hàn. Đó thì cái này thì anh em yên tâm. Đấy, thương hiệu Kabushi Japan được in ấn ở trong thân kính này. Đấy, thân kính đeo hàn, kính hàn này. Đấy, và các bác cứ yên tâm là khi mà các bác hàn ấy, nó tuể ánh sáng lên ấy thì nó sẽ là đen kịt luôn, đen kịt luôn, và nó chỉ tóe lên một tí ánh sáng để khi mà mình nhìn được cả những một cái mối hàn nhá, cả một cái mối hàn đó. Và không dùng nữa thì nó lên một cái ánh sáng màu xanh như này, màu xanh như này. Đấy, rất là dịu luôn. Đấy, thì anh em hàn xì nên có một cái kính như này thì nó sẽ rất là đảm bảo này, đảm bảo cho đôi mắt của mình. Đôi mắt là rất là quý giá nhá anh em nhá, rất là quý giá. Giá thành chỉ có 200.000 đồng thôi anh em ạ. Anh em nào quan tâm thì liên hệ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bộ lục giác màu và một bộ lục giác bi. Đấy, một bộ lục giác bông anh em nhé, bộ lục giác bông. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dòng bộ lục giác màu, nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, và đây là nó có 9 món, 2, 4, 6, 7, 8, 9 đấy, 9 món bộ lục giác. Đầu là đầu bi và đầu này đầu lục giác này, đầu lục giác bi anh em nhé. Đó thì đây thì gọi đó là bộ lục giác màu anh em nhé, hàng Kabushi Japan này. Đấy, hàng Kabushi Japan anh em nhé. Đó thì cái sản phẩm này báo giá luôn cho anh em là 200.000 đồng, 200.000 đồng về cái dòng sản phẩm bộ lục giác màu này. Đó thì anh em nào cần cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ nhé, liên hệ. Ngoài ra thì có cả cái dòng bộ lục giác bông này nữa. Đó thì bộ lục giác bông này thì 2, 4, 6, 8 cũng là 9 món anh em nhé. Và nó đến từ thương hiệu Koritsu anh em nhé. Dòng này thì nó là dòng của Anh rồi, dòng của Anh rồi. Đấy, nên là chất thép đây. Đấy, chất thép của nó đây nhá. Được in ấn thương hiệu của nó luôn ở trên thân này. Đấy, đầu này, đầu lục giác bông này. Và giá của sản phẩm này thì nó là 200.000 đồng anh em nhé, 200.000 đồng. 200.000 đồng bộ lục giác bông. Đó, ok anh em này. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là một cây kìm tuốt dây điện anh em nhé. Cái kìm tuốt dây điện này cực kỳ là đa chuyên dụng luôn. Đó thì anh em có thể là cái này này là phần điều chỉnh cữ này. Đấy, cữ anh em cắt tuốt 10 giây nó đều tăm tắp. Đấy, đây là phần cữ này. Cái phần đầu núm này thì anh em có thể chỉnh được cái độ ngoạm, cái răng này nó ngoạm xuống, đấy nó chắc,
đấy đây, cái này, cái phần xoáy này đó. Và bây giờ em tiếp test thử cho anh em này. Bên dưới này thì là nó là cái phần dây cắt này, phần lưỡi cắt cắt dây nhá. Đấy, khi mà anh em dùng thì có thể cắt dây này. Và đây là phần ép cốt này, ép cốt này đó. Đây em cắt dây cho anh em xem này. Đấy, đứt phát một luôn. Dây này dây 2.5 này. Đấy, đứt phát một luôn. Ở đây gọi là dây 4 anh em ạ, dây 4. Đấy, thì ở đây em đã tuốt rất là nhiều rồi nên là anh em yên tâm này. Đấy, tuốt phát một được luôn. Đấy, tuốt phát một được luôn anh em nhá. Nó tuốt không có đứt một sợi nào luôn, tuốt không có đứt một tí sợi nào. Đấy, rất là đa dụng luôn. Nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan này, và thông số nó viết ở đây hết này anh em này. Đó, giá của sản phẩm này thì báo giá luôn cho anh em là cũng là 200k nhá, 200k này. Đó, tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm, đó là cái dòng bút thông mạch nhá. Ở đây thì em có cái dòng bút thông mạch này. Bút thông mạch này thì nó cũng đến từ thương hiệu FO Japan. Đấy, một cái thương hiệu FO rất là nổi tiếng nha anh em nhá. FO này. Đó, FO Japan này. Thì cái con này là vừa tích hai chức năng là đo điện này, đo âm dương này, rồi là có thể là đo thông mạch được. Ví dụ như là các bác một cái đoạn dây nó bị đứt thì các bác đưa vào một đầu, còn một đầu kia mình chí vào cái đầu kia. Nếu đèn nó sáng như này thì nó vẫn mạch của nó vẫn thông nhá, mạch của nó vẫn thông. Còn nếu mà đèn nó không sáng thì mạch dây của nó sẽ đứt nhá. Còn các bác nếu muốn thử điện ấy thì cắm vào ổ điện nhà mình thì phần âm, đấy, cực âm của nó thì nó sẽ lên màu xanh như này. Đấy, còn cực dương của nó thì nó sẽ lên kết hợp luôn thêm một cái màu đỏ ở đây nữa. Ở đây có một cái bóng đỏ này. Đấy, kết hợp luôn màu đỏ. Đó, giá của sản phẩm này thì nó là 110.000 đồng anh em nhá. 110.000. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là một chiếc khò đồng. Đấy, khò đồng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy, Kabushi Japan nhá. Khò đồng của thương hiệu Kabushi Japan. Đó, thì con này khò đầu nó rất là to luôn, anh em có thể là quan sát để ý này. Đấy, phần đầu của nó rất là to nhá. Đấy, rất là to. Và cái phần dưới này là chúng ta có thể điều chỉnh được cái tốc độ ga này. Đấy, và cái này là điều chỉnh được cái tốc độ gió này. Đấy, các bác muốn nó thổi nhiều thì mở gió to ra. Thổi rồi mở gió to ra thì nó sẽ vào, nhìn gió nhiều thì nó sẽ to lên nhá. Đấy, và đây là cái phần đánh lửa nhá. Phần đánh lửa thì các bác cứ cho vào cái đầu bình mini, bình ga mini, và chúng ta sẽ ấn này để chúng ta có thể là mồi lửa này, rồi là chúng ta có thể khò đồ ăn này, thui con vịt, rồi chân giò các kiểu luôn. Đó, sản phẩm này thì báo giá luôn cho anh em là 170.000 đồng. Đó, sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái mã, đó là cái dòng khò đúc đồng của Nhật. Nó đến từ thương hiệu Tojima hàng Made in Japan. Đấy, Tojima hàng Made in Japan. Thì con này nó là dòng khò đồng nhá, khò đồng. Đó. Cái này thì các bác cứ việc kết nối cho em vào cái bình ấy thôi. Cái bình ga mini, và phần dưới này nó là cái phần chỉnh ga này. Chỉnh ga, các bác muốn ga nó lớn thì có mở ra. Đó. Thì sản phẩm này báo giá luôn cho anh em là 150.000 đồng nhá. 150.000 đồng cây khò đồng của Nhật. Cây khò đồng của Nhật anh em nhá. Ok anh em này. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là cái dòng bơm 2T anh em nhá. Bơm 2T này thì nó đến từ thương hiệu Tojima anh em nhá. Tojima hàng Made in Japan. Và con này bơm tối đa của nó lên tới 10 kg nhá. 10 kg thì các bác có thể bơm cho em là ô tô 4-5 chỗ này. Đấy, rồi là các dòng xe máy, xe đạp điện, rồi bơm bóng bay, bơm xe đạp. Đó, thì con này rất là tiện, anh em nên có một cái ở trong nhà nhá. Cái trong nhà. Đó, cũng là vừa lao động cho nó thư giãn, lấy sức khỏe con người, cũng như là tiện lợi khi mà các bác bị hết hơi. Đấy, sáng dậy mà tự nhiên hết hơi rồi mà đang vội đi học, đang vội đi làm, mình phải dắt xe đi ra sửa chữa bơm hơi thì rất là phiền. Đó, thì mình có cái này mình bơm luôn, rất là tiện. Giá thành thì con này giá là 330.000 anh em nhé. 330.000. Thì đợt này là riêng cái dòng bơm này thì em sẽ bao ship cho anh em nhé. Riêng dòng bơm này lấy từ thương hiệu Tojima Made in Japan.
đấy, da pen đó được dập chìm ở trên phần thân này đấy. Dòng bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti đó anh em nhá. Phần đầu nó đây đấy, phần đầu nó đây đó, thì cái này này là anh em có thể bơm bóng bay này, bơm xe đạp, xe điếc các kiểu ở đây được nhá. Đấy, bình thường thì em rất là nhẹ nhàng luôn, 2 ti hơi ra rất là khỏe luôn này, em bơm dặn bằng tay nhá. Còn mình các bác về các bác cũng có thể là để xuống nền nhà chúng ta sẽ đạp đấy, dặn bằng chân. Và bên dưới này nó có bốn cái lót cao su nữa nên là anh em không sợ bị xước nền nhà đâu nhá, xước nền nhà cũng như là sân chiếc là mình dùng rất là ngon lành luôn đó. Thì giá sản phẩm này là 330.000 đấy, đợt này em sẽ hỗ trợ cho anh em phí ship cái dòng bơm này nhá đó. Ok anh em này đó. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là cái dòng sạc cái dòng đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Cái dòng đèn pin này thì nó rất là đa năng, dành cho anh em làm bảo vệ này, rồi là cũng như là anh em trên xe, lái xe này, khi mà gặp trục trặc thì chúng ta có thể lấy cái đầu này, đầu phá kính này, đầu này đầu cắt dây an toàn này. Khi mà các bác cài vào ô tô thì có cắt dây an toàn này. Đó, và nó đến từ thương hiệu Made in Japan anh em nhé, là hàng đèn pin Polycare Made in Japan này. Phần bụng như này thì nó là một cái viên pin năng lượng mặt trời, anh em có thể sạc năng lượng mặt trời ở đây nhé. Kết hợp luôn cho các bác là hai cái giải đèn LED ở đây, là màu trắng và màu đỏ ở đây nhé, cảnh báo. Ở bên dưới đít của sản phẩm này thì nó sẽ có một cái la bàn, khi mà anh em đi đâu có thể là định hướng được cái phương hướng nhé. Đấy, và dây đeo ở đây này. Đó, bên cạnh đây thì là có một cái viên nam châm để hít và sắt để chúng ta có thể là giữ cái dòng đèn pin này. Đấy, về chức năng của nó đây, bây giờ em sẽ bật lên cho anh em này. Đấy, bật nút đầu tiên thì nó sẽ sáng ở đây này. Nút thứ hai là nó sẽ là dọi này. Nút thứ ba là nó sẽ là nháy nhá, nháy. Và ấn nút thứ tư là nó sẽ tắt. Các bác muốn chuyển sang chế độ ở mặt bụng như này thì các bác giữ lì cho em khoảng tầm 3 giây là nó sẽ lên sáng như này. Thì các bác mất điện thì có thể đặt như này. Đó, rất là sáng nhá. Rất là sáng. Và các bác ấn thêm nút nữa thì nó sẽ giảm ánh sáng đi này. Ấn phát nữa là sẽ tắt. Đó, và giữ lì thêm 3 giây nữa thì nó sẽ nháy cảnh báo iOS, cảnh báo iOS ở đây nhá. Đấy, cảnh báo iOS ở đây. Ấn một phát nữa thì nó sẽ nháy chậm này. Ấn một phát nữa là nó sẽ tắt. Và các bác muốn chuyển sang chế độ nháy đèn đằng trước này, bóng đèn đằng trước này, thì các bác cứ giữ lì cho em 3 giây là nó tự động nó sẽ sáng nhá. Tự động nó sẽ sáng đây. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Sản phẩm này thì giá của nó là 280.000 đồng. Đấy, kích thước của nó khoảng tầm 20 phân một gang tay của em. Đó. Thì bên dưới này thì nó sẽ là xoáy ra là chúng ta có phần sạc pin này. Đấy, con này thì được thiết kế bằng hệ thờ bằng nhôm anh em nhá. Đấy, hệ nhôm đúc luôn này. Ở đây là có phần bóng báo này, bóng báo nguồn này. Đấy, đầu này là đầu kết nối vào để chúng ta sạc nhá. Đấy, nó chỉ tặng kèm thêm cho các bác là cái phần dây thôi. Các bác về kết nối vào cái củ điện thoại sạc nhà mình nhá. Đấy là sạc. Và con này có thêm một cái chức năng nữa là nó thay một cái viên pin dự phòng. Đấy, thay một cái viên pin dự phòng, các bác có thể dùng cái này sạc qua một các thiết bị khác như là điện thoại này, rồi các thiết bị khác trong gia đình nữa. Đó, thì các bác ở đây, ấn ở đây thì nó sẽ nháy đèn nhá. Bây giờ em sẽ test thử một cái con này sang một cái vật thể khác này. Thí dụ như là em từ con này sẽ đẩy sang một cái con này nhá. Đấy, đây. Đây, em sẽ đẩy sang một cái con này nhá. Đấy, là bóng báo nguồn là đang nạp vào này. Đang nạp vào này. Ở kia nó đang báo đẩy ra này. Đó, các bác thấy không? Đó. Và cái nút này là cái lỗ này là lỗ tai si micro này. Đấy. Thì các bác để sạc này, và cái lỗ USB này thì nó là đầu ra xuất ra này. Đó, rất là tiện lợi luôn. Sản phẩm này có giá là 280.000 đồng anh em nhé. 280.000 đồng. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em nhé. Liên hệ với em này. Ok anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một vài cái mã đèn cảnh sát, đèn siêu sáng của Nhật. Con này thì nó đến từ thương hiệu Tokyo Japan anh em nhé, Tokyo Japan, và nó hoạt động từ 6 cho đến 8 giờ.
Đấy, tùy thuộc vào lúc mới hay lúc cũ thì nó hoạt động từ 6 cho đến 8 giờ anh em nhé. Đấy, và con này chỉ số IP của nó, chống nước của nó lên tới IP66. Đấy, đây là cái phần sạc này. Đấy, thì các bác có thể đây này, đậy vào này. Đấy, và đây những cái gioăng đỏ này, nó là cái gioăng chống nước nhé, chống nước. Đấy, con này đít đúc luôn này. Đấy, anh em đi mưa, đi biển, đi biết các kiểu này, anh em làm thợ lái thuyền, lái chiếc để đi mưa thoải mái luôn. Đó, con này thì nó gọi là con siêu sáng rồi, siêu sáng, chóa đèn của nó đây nhé. Đấy, và bên trong này thì nó là dùng bằng pin nhé, pin năng pin 18650, các bác dùng lâu ngày thì các bác có thể là thay pin thoải mái được cho em được. Đấy, bóc ra và thay pin. Đấy, đây là phần gioăng của nó này, gioăng của nó rất là dày, dẫn nên là rất là khít, rất là khít luôn. Thì con này đến từ Tokyo anh em nhé, Tokyo Japan. Đó, và nó sẽ kèm thêm cho anh em đầy đủ combo như là dây đeo này. Đấy, dây đeo đây. Đấy, dây đeo nhá. Và cái dòng sạc nữa. Đấy, sạc ở đây này. Sạc ở đây là sạc Japan 15V này. Anh em có thể sạc từ dòng điện 100 cho đến điện 240V anh em nhá. Đó, thì anh em kết nối vào đây. Kết nối vào đây giúp em này. Đấy, kết nối vào đây. Và cái phần đầu này thì các bác có thể là cho vào đây, cắm vào đây nhá. Đấy, và kết nối vào đây nhá, rất là tuyệt vời luôn. Đó, sản phẩm này này, test thử cho anh em luôn, test thử cho anh em luôn. Đấy, nó rất là sáng này, rất là sáng luôn, sáng không nhìn thấy chữ luôn này. Đó, ấn nút thứ hai là hai cấp độ sáng nhá các bác nhá, hai cấp độ sáng nhá. Đấy, nút thứ ba này, nút đầu tiên này. Đấy, rất chi là sáng luôn, và nó sáng xa hết tầm mắt của anh em, sáng xa hết tầm mắt của anh em. Đó, thì sản phẩm này báo giá luôn cho các bác là 400.000 đồng anh em nhé, 400.000 đồng dòng đèn siêu sáng của Nhật. Đó, anh em nào quan tâm đến cái dòng này thì có thể liên hệ với em nhé, liên hệ với em này. Ngoài ra thì em có một cái mã đèn đội đầu của thị trường Trung nhé. Đấy, nó đến từ thị trường Trung. Đấy, thị trường Trung Quốc anh em nhé. Thì cái dòng sản phẩm này thì nó cực kỳ là, em đã test sản phẩm rồi, nó cực kỳ là cũng là tốt, nên là lấy về để cho anh em nào có quan tâm đến cái dòng này thì có thể liên hệ nhá. Đấy, sản phẩm ở đâu thì em sẽ chia sẻ cho anh em ở đó, tức là không có nói sai sự thật về cái dòng sản phẩm nào cả. Đấy, thị trường Trung thì em báo là thị trường Trung, thị trường Nhật thì em báo là thị trường Nhật. Đấy, sản phẩm này thì nó cũng là dùng pin 18650 này. Đấy, anh em kèm thêm cho anh em là cái viên pin, hai cái viên đi pin này. Hai viên pin này dung lượng của nó là 4800 mAh/giờ này, ampere giờ này. Đó, nên là tích điện của nó cũng tương đối là lâu đấy ạ. Nên là anh em yên tâm. Cái dòng đèn pin này ấy, thì nó có 3 mắt nhá, có 3 mắt ở đây này. Đấy, 3 mắt, mắt chính và 2 mắt phụ. Đó, và cái dòng dây này, anh em nhìn thấy chưa? Dây của nó cũng rất là xịn sò luôn. Đấy, dòng dây của nó rất là xịn sò luôn này. Các bác thấy không? Đó. Và khi mà bật đèn thì đằng sau này nó cũng là một cái bóng led màu đỏ nữa nhá, đây này. Đấy, chức năng của nó đây. Đây, chức năng đầu tiên này. Đấy, đây là cũng bóng led màu đỏ đằng sau gáy nhá. Đấy, dây của nó đây. Rất chi là sáng luôn con này. Đấy, bật một nút nữa là hai cái mắt bên cạnh này, bật nút nữa là ba mắt lên luôn, ba mắt lên luôn nhá. Đây là ánh sáng màu trắng nha các bác nhá, ánh sáng màu trắng. Ấn nút thứ tư là nháy này, ấn nút đầu tiên là mặt bóng dạng lớn này, bóng lớn này. Ấn nút thứ hai này, bóng bên cạnh này. Ấn nút thứ ba này. Đấy, là ba, cả ba bóng này. Đó, thì sản phẩm này thì nó cũng rất là êm đầu này, độ rất là êm đầu luôn. Đó, báo giá luôn cho anh em là 150.000 đồng. Đấy, kèm thêm một cái dây sạc như này. Dây sạc thì các bác sạc ở đây này, sạc ở cái phần đằng sau này. Đấy, nạy ra và sạc thôi. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Giá của nó là 150.000. Dòng đèn pin đeo đầu, dòng đèn pin đeo đầu 3 mắt như này. Đó, ok anh em nhá. Đấy, củ pin của nó đây. Và nó đến từ thị trường Trung nhá, đến từ thị trường Trung nhá anh em nhá. Đó, sản phẩm thị trường nào thì em sẽ báo cho anh em ở thị trường đó. Anh em nào mua được thì mua, mà không mua được thì em cũng không gửi đến cho anh em được. Đó,
Ok anh em này, sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em, đó là cái dòng vợt bắt muỗi nhá, vợt bắt muỗi thông minh. Thì cái con này thì em đã sàng lọc nó rất là tuyệt vời luôn, công suất của nó khỏe và nó rất là đa năng. Thế nên là gửi đến cho anh em cái dòng này để cho anh em tham khảo nhá. Cái dòng vợt này nó là dòng, cũng là dòng của thị trường chung đó, và nó sẽ hàng của nó sẽ gồm cho mình một cái đế có lỗ sạc này, có lỗ sạc này. Trên thân vợt của nó thì nó có điểm, có bóng báo nguồn này, bóng báo pin này. Đấy, dung tích pin của nó là bao nhiêu, 25, 50, 75 và 100. Đấy. Phần đằng này thì chúng ta vẫn có thể kết nối được, cắm vào được ở đây này. Ở đây ba chế độ nhá, ba chế độ thông minh. Chế độ này thì là ở đây là sẽ báo phần trăm pin này, anh em ấn vào nút này. Đấy, ấn nút này là nó sẽ gì nhá? Nó sẽ bắt muỗi bình thường. Anh em cầm, anh em bắt muỗi như này bình thường. Đấy, khi mà chúng ta đi ngủ thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đây là phần kết nối sạc ở dưới này. Đó, cắm vào đây thì chúng ta sẽ bật thêm một nấc nữa lên. Đấy, thì là một cái giải bóng led màu xanh như này. Giải bóng led màu xanh như này. Đấy, rất là lớn luôn. Giải bóng led này nó sẽ tỏa gần như là hết một cái vợt như này thì nó thu hút muỗi. Thu hút muỗi rất là tốt luôn. Và cái công suất của nó rất là khỏe nhá. Đấy, một con muỗi vào đây là đánh. Đấy, các bác thấy chưa? Đây này. Đấy, nó nổ rất là mạnh luôn. Đấy, thì cái dòng này ấy, công suất của nó kinh khủng lắm. Nên là anh em yên tâm, sản phẩm này thì em bao test. Đấy, bao test cho anh em trong vòng, bao đổi hàng cho anh em trong vòng 10 ngày. Đấy, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, sản phẩm nó đến từ thị trường chung. Nên là anh em lưu ý giúp em nhá. Còn nó cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá của sản phẩm này nó là 170.000 đồng. Đấy, giá của sản phẩm này là 170.000 đồng. Ok anh em nhá. Đó. Và bóng bóng 4 cánh này, bóng 4 cánh giá là 100.000 đồng anh em nhá. Bóng led 4 cánh 100.000 đồng. Đấy, thì em đã giới thiệu chi tiết cho anh em rất là nhiều. Đây này. Anh em thấy không? Đấy, đấy, muỗi này lao vào, tự lao vào chết nhá. Tự lao vào chết luôn. Đấy, vật muỗi đấy. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Rồi ok. Xuân Thanh Phạm thì còn rất nhiều các mặt hàng nhưng mà không thể nào giới thiệu hết được trong cùng một cái video cho các bác có thể tham khảo nhá. Thì anh em mới vào hoặc là đầu tiên xem cái kênh của em thì có thể giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, khi mà em đăng tải những cái video mới lên thì anh em có thể cập nhật được này. Đó, đằng góc xa kia là đồ về nhà bếp này, đằng góc này nó là đồ về gia dụng, đồ về làm vườn này. Đó, và ở đây là một số cái đồ COVID này, đồ chuyển đổi này, đầu nối nhanh này, rồi ổ điện này, rồi là những cái dòng bóng pin 18650, rồi là những cái túi đồ nghề của Daikin. Đấy, rất tuyệt vời nha, rất là nhiều đồ. Thì anh em nhớ ấn nút đăng ký kênh, khi mà em đăng tải những cái video mới lên thì anh em có thể cập nhật được. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.